đẹp mặt này núi mình có một cầu chào khi mây phủ trên núi Bàn này không rất đẹp nha anh chị em đẹp. Đẹp. Đây là cổng chào của huyện Tân Châu ở núi Bà đây. Núi Bà buổi sáng rất đẹp, núi Bà buổi sáng mây bao phủ xung quanh tượng Phật Bà ngay tròn luôn, cây đá Bồ Sơn. Bên chân núi Bà là họ dân tộc Khmer, người ta trồng lúa nha. Trồng lúa. Bên này trồng mắng cầu. Được chết mấy cây hàng là được chết mấy cây. Hai cây trốt đẹp lắm. Đã em có chụp hình đó nhờ. Có, em hay chụp gì đó. Cây đó nổi tiếng lắm mà. Ừ. Cứu cứu. Rồi, xin chào anh em nha. Toyota An Dương. Đó, để bảo dưỡng xe. Xe mình hiện tại chạy được 1.000 cây. Đó, giờ đang xếp hàng. Đó, đang xếp hàng chờ nhân viên kiểm tra xe. Đây. Sổ bảo hiểm được bảo dưỡng định kỳ 3 lần. Lần đầu tiên là 1.000 cây. Lần thứ hai là 5.000 cây. Và lần cuối cùng là 10.000 cây. Rồi, đây là mình đang xuống nhân viên kiểm tra. Mặt đã rồi, bắt đầu lên dĩa, lên sàn. Nhân viên đang chăm sóc xe thay nhớt. 1.000 cây mình thay nhớt nha anh chị. Đó, cầm xe này. Rồi, xe chạy 1.000 cây. Bên hãng Toyota họ cũng không có yêu cầu mình thay nhớt, nhưng mà mình cái này mình tự mình thay thôi. 1.000 cây mình muốn cho máy móc khỏe mình là thay xả nhớt đầu tiên. Rồi, đây nhân viên đang sợi ốc chuẩn bị xả nhớt xe. Nhân viên đang kiểm tra
lớp xe. Rồi. Ra bốn bánh. Bánh này bình thường được bao nhiêu hơi anh? Dạ 293 hết. 293. Rồi, đây nhân viên chuẩn bị đổ nhớt mới anh chị em. Đó, cái này là mình mua. Này mình mua thêm. Còn là tiền công bảo dưỡng thì miễn phí được 3 lần. Đó. Anh chị em có nhu cầu hoặc có điều kiện hay là mình muốn xe mình khỏe thì mình lên thay nhớt lần đầu tiên để mình xả nhớt đầu đi. Bên hãng họ cũng không có khuyến khích mình thay, nhưng mà mình muốn thay để cho xe nó chạy bốc hơn thôi. Đây, cái đó là cái gì em nhớ đó? Cái này là hầm nhớt rồi. À, đấy. Sao biết đầy đó? Đầy thế đâu? Nó tới đây là nó đủ. Dạ. Nó dưới mức này là thiếu không? Nó thiếu nhất. Dạ. Nó nằm trong khoảng mình ký cho nó phép nằm từ khúc này từ đoạn giữa này trở lên. Cái bên dưới bên đổ được mấy lít à? Sao? Bên nhớ đó được bao nhiêu lít? À, xe này không hay nhớ đó là 3 lít 9. Dạ. Còn mà hay không hay lọc là 3 lít 9. À. Mà hay lọc là 4 lít 2. Cho đều ha. Đây là que thăm nhớt rồi. Cái nước kiếng nằm đâu ta? À vậy. Đây là nước kiếng xe. Như trường hợp em đi nhiều hết rồi em tự châm được không? Được. Đổ vô được ha. Chỉ tự châm cái này. Anh đổ lúc đó nước gì hả? Nước bình thường ha. À, đừng có để đừng có đổ nước giếng nha. Dạ. Nước giếng nó nóng phèn. Lấy chai nước suối đổ cho chắc. Dạ. Nhân viên đang kiểm tra que nhớt.
Anh chị em, đây là gara xe, bộ phận kỹ thuật chăm sóc xe tại đây. Bên này là đánh bóng xe. Sau khi nhân viên họ kỹ thuật họ kiểm tra xong, họ là sẽ chạy sang bên đây họ vệ sinh xe cho mình. Đây là các xe xếp hàng, xe này xếp hàng chờ rửa. Sau khi nhân viên họ kiểm tra thay nhớt rồi máy móc dầu tất cả xe của mình xong rồi, bây giờ đang đậu ngoài bãi chờ rửa xe. Rồi sau khi rửa xe xong, các anh nhân viên tiếp tục lau chùi cho khô xe. Nhân viên kỹ thuật là đang vệ sinh xe, lau xe rất là chu đáo. Một chiếc xe ba người chăm sóc. Ôi, chào anh em nha. Rồi, xe bảo dưỡng lần đầu tiên 1000 cây số, nhân viên là chăm sóc. Rồi ok, xin chào mọi người nha. Đây, xe xong chuẩn bị xuất bến lần đầu tiên 1000 cây bảo dưỡng tại Toyota An Sương. Rồi hello anh em. Rồi ok.